truyền hình trực tiếp tại Lê Ngọc Trấn, Yên Trị, Yên Nam Định nha. Vấn đề dự báo tràn nhưng mà đến giờ cơ bản là xử lý đã tạm ổn, còn 20 phân nữa là lên tới mặt. Đây tôi thì đi đến cái điểm mà đánh dấu đằng kia xem là nó tiếng vừa nãy giờ xem nó có tăng hơn thế nào. Cái hôm qua cả như hôm qua là cứ 10 phân nước là một tiếng, cứ mỗi tiếng là lên 10 phân nước. Quê Yên Trị mình nha, Yên Trị, Yên Nam Định có 4-5 điểm như thế này, nhưng mà cơ bản là tập trung lực lượng bộ đội công an, dân quân tự vệ, anh em dân thôn làng là xử lý cơ bản là tạm ổn. Các anh em cứ ở nhà Yên Trị có cỗ thì cứ ăn cỗ ngon lành này, không vấn đề gì. Đâu anh? Mười phân cơ bản hồi nãy giờ là chưa lên, thế lên bây giờ nửa nửa tiếng nhưng mà tí hả, 20 phân chứ. Hôm nay vừa nãy đánh dấu kia mà. À hôm qua đánh dấu kia vừa nãy giờ vẫn thế. Hả? Mặt gì? Dầm à? Vâng đấy, dầm đề, dầm kia. Bằng mặt dầm ngoài kia là lên tới đê đúng không? À, đúng bằng mặt đê. Bắn bằng mặt đê đấy à? Thế là dầm của các bác đấy à? Đấy. Ở 10-15 phân. Ở kia thì dầm ngoài kia. Nhưng mà kia nếu mà đo cái vạch kia bằng 95 kia là 20 phân kìa. Mỗi vạch kia 10 phân đấy. Hôm qua là 10, hôm qua mình đi lúc đấy là 10 giờ. 10 giờ là còn gần mét ấy. Gần mét. Nhưng sáng qua thì còn nguyên sáng qua nó lên dâng lên là khoảng mét nước. Nếu mà qua 12 giờ là nó thử chiều xuống đúng không? Giờ đang đỉnh nhất. Đây còn chỗ nhà ông thoát, thoát ở dưới kia không biết là thế nào. Gần quay cam họ vào đưa họ lên camera là kiểu gì? Ờ nhưng mà đổ không kịp, bê tông giờ đổ không kịp, mai sang năm, năm ra cố mới được. Đấy. Đây nó vẫn đưa cam lên là sao? Bọn nó nhắn tin đưa cam này. Đây có cam đây, cam quay hả? Họ có đưa họ lên cam là gì? Cam cứ vậy mà đưa lên thôi. Cấn vào cái chỗ quay đây. Kệ nó, cấn vào cái chỗ này là được mà.
mình đang quay cho xem. Cái nút chậm thôi. Họ lên cam nó xem sao. Biết. Nó cái nút chậm đó. 4G mà. Cứ ấn vào phát là họ không có cho họ phát đấy. Chùa trộn nhiều nước có lên tít rồi. Vừa nay mấy anh em đi xuống cái chỗ nhà ông Khoát là thế nào nhỉ? Nó tình hình gì dưới đây? Từ điện Thái trong này đi. Thái vừa xuống đây à? Thái chạy đi chạy lại suốt. Cái tiền này đằng kia có chủ tịch Thái. Xuống chỗ nhau Khoát điểm kia thế nào, tình hình sao? Đã. Tình hình dưới kia ổn chưa? Đây mình có một cái ống qua đây đấy, nó chảy mà. Đây là đây nè. À, ông đoạn đê đây thì không vấn đề gì. Cái ống chắc là ống thoát ao. Dần dần cứ xử lý đây. Cơ bản như này là ok. Nó không lên được nè. 20 phân thì không ngại. Chẳng hạn như mặt đê này 20 phân với lại 20 phân ở trên mình bê thế này thì nó mà bên trên mặt bê tông 50 phân nước là đúng rồi. Này ấy là tiếp tục huy động bao đất cát kè đây. Ở đây. Bắt rồi, hai con trói rồi. Bao tả hai con. Ở đâu qua cái sâu đâu nhỉ? Là anh của cái sông ấy. Bao giờ nó trên mạn phía vùng vùng cao kia nó không mưa, nó không mưa, nó không xả lũ nữa là ok. Anh em cứ nghỉ ngơi nhé, trưa nay là có các mạnh thường quân và một số hội là nấu cơm 1.000 suất đấy nha. Ở đây ăn thì không hết được nha. Có đất đó đưa về đây đưa xe về đây đưa nhiều vào đưa nhiều. Đâu có bên ngoài gì? Bên ngoài. Đi dọc đè như này này. Ờ. Đất này mang đất bên này đi, thả đi để đến chỗ này. Chứ chỗ này là chỗ yếu nhất này. Ông để đến vẫn luân dưới để thông lắng tháng thì được lại đúng không? Đè đều một luật. Đè đều một luật. Đè đều một luật đấy là không gì nữa. Đất nó đang bốc ở trên, nó đang bốc trên xe cái tí là chở vào đây ấy. Một xe để đè vào cái sân bạt này. Con gái đi qua đây không cười nhá. Không cười đây để anh em làm. Mình đúng rồi, kè nó một đường bên đấy thì không chân thì nó không ấy. Không cái chân là mình ra cố rồi, chân là đánh hai hàng rồi, nhưng mà mình đè đây nữa thì bạn nó bùng đúng mà. Đúng rồi. Cô bà đấy chứ, cô bà đấy, cô bà đấy. Đóng chưa? Đóng hết rồi. Đóng rồi, nhưng mà mình giờ mình đặt cái hàng bạc bên ngoài đè đấy. Không không chưa tràn. Chưa, tràn được cái mặt bên bê tông ngoài kìa. Thì là tràn kìa. Bê tông kia với mặt đê mình là bằng nhau đấy. Chưa. Hai phân đây cái bê tông mà xa xa ở kia mà tràn cái bê tông ngoài kia là mình ôi chết này. Đây. Bê tông kia mà tràn cái mé ngoài kia là mình tràn theo. Chạy mầm qua định cho khoảnh chỗ này hảo hoài.
khoảng có 20 phần đấy. Chỗ đấy gần dân thì dân đấy. Chỗ này qua là vỡ này. Vỡ chỗ này. Súng này qua là vỡ cái hồ bên kia sang. Xử lý thì đơn giản. Đang nhét cái tải vào. Thế nào? Giờ là không có vạch ở đầu kia mà anh Thanh. 10 giờ kém 15 hả? Đây anh đang buộc cái điểm dấu. Do bằng nước đi sau lên đâu là viết. Rồi lấy bằng nước đi. Giờ đưa về sau viết lên nhá. Theo dõi xem là bây giờ đến 12 giờ trưa mà không thấy tăng thì là ok. Đấy, giờ rung mấy giờ này? Đó là 10 giờ kém 15 nhá. Đấy, buộc nó lên cái viết ngay. Từ là tính từ cái đen ấy giờ lên. Nước đang chảy mạnh đây. Mạnh lắm. Nước chảy mạnh hơn qua. Thịt mẹ nó mà trò thì cũng giống nhau cái heo thì lúc mới lên được một. Nói chung là nước kia nó vẫn đang lao mạnh xuống. Ok. Không giống dưới đây có cái. Không à? Mà nước nó lao mạnh xuống kia là thoát, nó rút đấy. Nhưng mà qua tối qua nó dâng là nó ngừng, nó không thoát là nó ngừng. Thì chiều nó lên. Nước lên. Thì chiều nó lên nó ngừng không ạ? Nó không trôi thế không thấy bèo trôi kia là qua nó dâng. Chưa đang làm gì. Làm cũng rồi. Cái chỗ nhà ông Đông ấy bây giờ đang giỏ trên đấy thì đang xử lý đá dữ lặn nhờ. Anh ơi, nói đi ông nghe. Cọc tre cây. Đông cọc tre với bạt thế mà xuống cái chỗ nhà ông Đông đi. Mang cọc tre với này bãi đây. Ba ba bao. Đấy. Xe đi. Tại dưới kia đang giỏ. Nhà ông Đông. Anh em ơi xuống xử lý giữ cho nhà ông Đông đi. Kết hợp cùng anh em quê hương ở đây chống tràn chống ngập. Đây anh em tập trung xuống dưới kia đây. Lên xe. Thôi nha anh em nhé, tôi phát sơ bộ đấy rồi tập trung để đi làm cùng với anh em chống sạt lở đê, chống tràn. Hãy subscribe.